nếu nhà các bạn trong hẻm hay ngõ nhỏ mà các bạn muốn có cái xe hơi, à không, một chiếc xe 4 bánh đi phố, che nắng che mưa, có máy lạnh mát mẻ, an toàn hơn xe 2 bánh, nhưng chi phí sử dụng lại ngang xe 2 bánh và quan trọng là có thể đậu được trong nhà để cắm sạc qua đêm. Thì xe điện mini là giải pháp dành cho các bạn. Bản thân mình hiện nay gửi xe hơi ở bãi gần nhà đã mất 2 triệu một tháng rồi các bạn à. Nếu bây giờ có một cái xe mini 4 bánh như thế này đậu được trong nhà của mình thì một tháng mình sẽ đỡ tốn 2 triệu, bị chi là một năm đỡ tốn 24 triệu. 24 triệu cũng là con số đáng kể đó chứ, đúng không các bạn? Ngoài ra, Hồng Quang nó còn là một cái xe điện nữa và nó sẽ còn giúp mình tiết kiệm được thêm nhiều khoản khác. Ví dụ như là cái khoản bảo dưỡng của xe điện đi thì nó rẻ hơn rất nhiều so với lại xe xăng, và tiền điện di chuyển nó cũng rẻ hơn tiền xăng. Tuy nhiên, Hồng Quang có vẻ không hợp với người ở nhà chung cư hay căn hộ vì không có chỗ sạc qua đêm, và bản thân Hồng Quang cũng không có khả năng sạc nhanh. Thật ra nếu muốn thì chúng ta sẽ tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do. Trường hợp các bạn ở nhà chung cư muốn có cái xe hơi mini điện đi lại thì vẫn có thể dễ dàng cắm sạc Hồng Quang ở bất kỳ đâu. Ví dụ như mang xe lên văn phòng công ty sạc như mình chẳng hạn. Nhược điểm không có sạc nhanh của Hồng Quang đôi khi nó là một ưu điểm, bởi vì bộ sạc của Hồng Quang chúng ta có thể cắm sạc với mạng điện dân dụng một cách dễ dàng. Tùy theo gói pin mà Hồng Quang Mini V nó sẽ mất từ 6 đến 9 tiếng để sạc đầy bộ pin, coi như một lần nữa là y chang xe máy điện, và nó nhanh hơn nhiều so với thời gian sạc hơn 20 tiếng trên xe hơi điện. Thêm một điều nữa các bạn cũng nên biết, Hồng Quang Mini EV là một sản phẩm liên danh giữa Trung Quốc với lại tập đoàn GM Mỹ, và nó cũng được làm theo tiêu chuẩn của GM Mỹ, thành ra là cái độ hoàn thiện của nó hơi bị ngon nha các bạn. Không tin thì các bạn có thử ra showroom xem thực tế chiếc xe này đi và coi những cái chi tiết lắp ghép của nó xuất sắc cỡ nào. Và đừng quên test cái bài đóng cửa của chiếc Mini này và thẩm xem là nó có chắc chắn hơn những cái mẫu xe hạng A, hạng B khác hiện nay trên thị trường hay không. Bây giờ sẽ là thêm một thử thách vui vẻ nữa đi. Mình sẽ cho chiếc Wuling Hồng Quang này leo lên một con dốc đâu đó khoảng 20 mấy độ ha. Trên xe lúc này có 3 người, nặng đâu đó tầm khoảng gần 230 kg. Đấy, và mình sẽ thử 2 lần. Lần đầu tiên là mình sẽ leo dốc có chớn, và lần thứ hai thì mình sẽ cho xe dừng ở ngang con dốc và khởi hành ngang dốc để xem là liệu chiếc Hồng Quang này nó có khả năng đưa được 3 người leo lên con dốc 20 mấy độ hay không. Ok, bây giờ chuyển luôn vào D nè. Này, vẫn bật máy lạnh chạy pha pha nha. Chế độ lái là đang để sport. Lần thử đầu tiên có chớn nè. Bây giờ mình sẽ cho xe lấy chớn. Tốc độ lúc này là 6-7 km/h. Lên dốc mình đạp lúng chân ga luôn thì cái xe lên quá nhẹ nhàng, quá đơn giản. 3 người nặng gần 230 kg leo dốc 20 mấy độ với Hồng Quang, quá đơn giản các bạn ơi. Lượt chạy thứ hai, bây giờ mình đang lên con dốc nè và dừng lại giữa dốc để test khởi hành ngang dốc với 3 người ngồi trên xe nha, để xem là 27 ngựa của chiếc Hồng Quang này có đủ sức kéo 3 người khởi hành ngang dốc hay không. Ok, chơi thôi. Fight. Chuyển từ chân phanh sang chân ga, chiếc xe nó sẽ hơi lùi về sau một tí và nó vẫn lên được nha các bạn. Có chút gồng, nhưng mà một khi nó đã có chớn rồi thì lại một lần nữa quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng. Nói chung là việc leo dốc cao với Wuling Hồng Quang không có gì khó cả. Tượng đầu tiên khi cầm lái chiếc xe 4 bánh nhỏ nhất trên thị trường này đó là hệ thống treo của nó mềm, thành ra là đi đường tốt, khá êm nha. Tuy nhiên vào đường xấu thì cũng không êm mông lắm đâu. Tiếp theo về khả năng cách âm thì Hồng Quang cũng rất ổn nha, rất ổn luôn. Nhất là cái khả năng cách âm với lại môi trường bên ngoài các bạn. Đây, các bạn sẽ không nghĩ rằng một cái xe mini 200 triệu mà có được cái khả năng cách âm như thế này đâu. Bảo đảm luôn, cái tiếng ồn lớn nhất mà mình nghe bên trong khoang cabin nó không phải là tiếng ồn lớp, mà là cái tiếng phanh cơ khí nó rít rít mỗi khi mà mình rà phanh như thế này. Đó, không biết các bạn có nghe thấy không? Hồng Quang cũng có chế độ phanh tái sinh regen và nó là mặc định luôn, không tắt được. Cứ nhả ga ra là phanh tái sinh nó sẽ hoạt động để sạc lại cho bộ pin. Với phanh tái sinh thì khi chạy xe trong thành phố mình gần như không xài đến cái phanh cơ khí luôn, mà chỉ sử dụng đúng một chân ga thôi, rất tiện.
Tư thế ngồi của Hồng Quang Mini EV mình thấy nó hao hao xe tải các bạn à. Bởi vì nó ngồi khá là cao, tức nghĩa là cái vị trí của cái mặt ghế á, nó cao hơn hẳn so với lại cái mặt sàn của cái xe. À, so sánh vui á, tôi thấy ngồi trên chiếc Hồng Quang Mini EV này giống như là mình ngồi cái ghế ăn vậy. Còn đa phần những cái mẫu xe con khác trên thị trường á, cái tư thế ngồi nó sẽ giống như ngồi sofa, tức nghĩa là người ngồi sẽ duỗi cái chân ra phía trước nhiều hơn. Mình nghĩ sở dĩ mà Wuling họ làm cái tư thế ngồi của Hồng Quang Mini EV nó cao là có lý do đấy. Lý do là để cho người ngồi không duỗi chân về phía trước quá nhiều. À, từ đó họ mới có thể làm một chiếc xe ngắn như thế này, nhưng mà cái không gian để chân nó vẫn đủ thoải mái cho 4 người lớn. Thêm một điểm nữa, vô lăng của Hồng Quang nó cũng giống xe tải các bạn à, tức nghĩa là nó ngửa lên nhiều hơn chứ nó không có đứng như là xe con, các bạn cứ thử để ý mà xem. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn nhưng mà cảm giác lái của Hồng Quang Mini EV nó sẽ không có giống xe go khác nha các bạn. Và Hồng Quang Mini EV cũng là minh chứng cho việc không phải cái xe nhỏ gọn nào cũng lái lanh giống như là xe go khác. Cảm giác lái của Hồng Quang ở giải tốc độ thấp thì nó cũng vừa đủ vui đấy, nhưng mà nó sẽ hơi ghê nếu như mà chạy nhanh hơn 60 km/h, và nhất là khi mà vào cua với tốc độ cao. Bởi vì phuộc của Hồng Quang rất mềm nên vào cua làm thân xe nghiêng nhiều. Mình nghĩ Wuling cố tình làm thân xe nghiêng nhiều khi vào cua để người lái đừng quá tự tin vào khả năng của xe và ý thức rằng không nên vào cua quá nhanh với Hồng Quang. Khả năng tăng tốc của Hồng Quang thuộc diện thiện lành, thân thiện với số đông, chứ nó không có lên kiểu quá nhanh khiến người lái yếu dễ bị ngợp, cho dù là ở chế độ Eco hay là Sport đi nữa. Ở chế độ Sport thì mình thấy là chân ga nó ít trễ hơn và nước đề nó bốc hơn một chút so với lại chế độ Eco. Chạy trên phố ở tốc độ dưới 80 km/h, Hồng Quang dễ dàng vượt mặt các xe khác trên đường, còn từ 80 km/h trở lên thì xe bắt đầu lì lì. Mình muốn nhắc các bạn một câu này, đó là always know your weapon. Hãy luôn hiểu rõ vũ khí hay là cái xe của bạn làm được những gì. Hồng Quang là một chiếc xe mini chạy phố chứ không phải xe thể thao, và nó cũng không được tạo ra để chạy tốc độ cao trên cao tốc. Thành ra tốt nhất hạn chế sử dụng nó để chạy ở giải tốc độ cao từ 60 km/h trở lên. Thứ nhất là nó sẽ không an toàn như những xe hơi lớn hơn. Và thứ hai, với trục cơ sở ngắn và bánh xe nhỏ thì nó cũng khó mà ổn định khi chạy tốc độ cao. Tới đây ắt hẳn sẽ có bạn thắc mắc là nếu như không nên sử dụng chiếc xe điện này ở giải tốc độ cao, vậy thì nhà sản xuất thiết kế cho Hồng Quang chạy được max speed lên tới 100 km/h để làm gì? Câu trả lời là để với mục đích dự phòng các bạn à. Cũng giống như Apple trang bị cho iPhone cái khả năng chịu được nước, nhưng mà mấy ai đi nhúng nước iPhone đâu đúng không? Mà cái tính năng chịu được nước này nó sẽ phát huy công dụng khi mà chúng ta vô tình làm rớt cái điện thoại này xuống nước, hoặc là đi mưa và điện thoại bị ướt thì nó sẽ không sao cả. Trở lại với Hồng Quang, trong trường hợp cấp bách quá, không có sự lựa chọn nào khác thì chúng ta vẫn có thể ráng sử dụng Hồng Quang để chạy tốc độ cao. Nhưng nên xác định, giải tốc độ 60 đến 100 km/h của Hồng Quang là để dự phòng thôi, chỉ dùng đến khi cần vượt xe khác chẳng hạn. Còn giải chúng ta sử dụng Hồng Quang thường xuyên nhất vẫn là từ 0 đến 60 km/h giống xe máy. Chỗ này sẽ hơi hắc não một chút. Những chiếc xe mini như Hồng Quang được sinh ra như một giải pháp thay thế cho xe máy trong đô thị, bởi vì nó có được sự linh hoạt và cơ động của một chiếc xe máy hai bánh. Giá trị của Hồng Quang hơn xe máy rất nhiều. Ngoài việc che nắng, che mưa thì nó còn có máy lạnh đi giữa trưa nắng nóng đỡ mệt người. Và nếu có va chạm xảy ra thì ngồi bên trong Hồng Quang vẫn an toàn, lành lặn hơn là đi xe máy. Thêm một cái nữa, ngồi trong Hồng Quang cũng không còn nỗi lo bị cướp túi xách hay giật điện thoại. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó thì mình nghĩ rằng những chiếc xe mini như Hồng Quang nó vẫn chưa thể nào thay thế được cho xe hơi, bởi vì tầm chạy của nó vẫn chưa đủ xa và khả năng bảo vệ người ngồi của nó vẫn chưa đủ nhiều ở giải tốc độ cao như là xe hơi. Thành ra tốt nhất chúng ta không nên xét nó như là một chiếc xe máy hay là xe hơi, bởi vì nó không cùng hệ quy chiếu. Mà hay nhất, chúng ta nên xem nó như là một phương tiện di chuyển mới dành cho đô thị. Tới đây, mình thấy có một điểm thật sự bất công cho Hồng Quang, đó là mọi người chê giá của nó đắt. Theo mình, giá của Hồng Quang không đắt mà nó chỉ cao hơn kỳ vọng của mọi người. Bởi vì trong suy nghĩ của nhiều người, mức giá của Hồng Quang chỉ nên ngang một chiếc SH 150 triệu mà thôi. Nhưng các bạn hãy nghĩ rộng ra đi, một cái xe 4 bánh, 4 chỗ ngồi, 2 cửa, có máy lạnh, có bộ pin lớn mà các bạn đòi giá nó bằng một chiếc xe 2 bánh, 2 chỗ ngồi, không có máy lạnh, không có cửa, so sánh với lại Hồng Quang. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu Wuling làm giá Hồng Quang ngang một chiếc SH thì lúc đó liệu các bạn có dám đi hay không? Thêm một thông tin dành cho các bạn, ở bên Trung Quốc giá Mercedes 200 khởi điểm là 1 tỷ đồng, còn ở Việt Nam Mercedes 200 có giá khởi điểm là 1,7 tỷ đồng. Coi như tạm tính là giá xe hơi ở Việt Nam nó sẽ cao hơn bên Trung Quốc đâu đó khoảng 1,7 lần.
Phiên bản Hồng Quang bán tại Việt Nam là bản Hồng Quang Macaron ở thị trường Trung Quốc có mức giá từ 140 đến 160 triệu. Chỉ khác nhau ở phần bộ mâm. Các bạn thử nhân 1,7 lần giá Trung Quốc xem có đúng y bon mức giá TMT họ công bố cho Hồng Quang tại thị trường Việt Nam hay không. Như vậy, theo mình thấy TMT họ đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý cho Hồng Quang tại Việt Nam. Nếu các bạn nói mức giá TMT đưa ra là đắt thì mình thấy tội cho họ quá. Có nhiều ông bảo là giá của Hồng Quang bên Trung Quốc rẻ bèo luôn, có 8-90 triệu một chiếc mà sao về Việt Nam mức giá lên gấp 3 lần, ăn gì mà dày thế. Nhưng đừng quên là bên Trung Quốc, chính phủ họ có hỗ trợ giá cho xe điện, trong đó có cho Hồng Quang Mini. Quay lại Việt Nam, hiện nay nhà nước chúng ta không có chính sách trợ giá xe điện nhiều như Trung Quốc. Còn TMT họ là doanh nghiệp, họ cũng muốn bán được sản phẩm. Mà doanh nghiệp thì họ làm kinh doanh chứ không phải làm từ thiện, nên chúng ta không thể kỳ vọng họ gồng lỗ để Hồng Quang ngang giá một chiếc SH được. Trường hợp các bạn muốn mua Hồng Quang với giá ngang một chiếc SH thì cứ sang Trung Quốc mà mua, easy. Cũng chính vì chất lượng hơi bị ngon mà TMT tự tin bảo hành Hồng Quang tại Việt Nam lên tới 150.000 km cho xe và pin, hoặc là 3 năm cho xe, 7 năm cho pin, tùy điều kiện nào tới trước. Thử nghĩ mà xem, đâu phải tự nhiên mà Hồng Quang nó là cái xe điện mini bán chạy nhất thế giới trong 3 năm liền đâu các bạn. Về giá trị sử dụng thì Hồng Quang Mini này nó miễn bàn rồi. Tệp khách hàng thì chúng ta cũng đã làm rõ phần đầu và nó không hề nhỏ. Theo mình, cái thách thức khó nhất với Hồng Quang lúc này là làm sao thay đổi được góc nhìn của người Việt. Bởi vì người Việt mua xe 4 bánh là nó phải đẹp, phải oách. Mà thiết kế xe mini của Hồng Quang thì hơi lạ với số đông người Việt. Dĩ nhiên, cái đẹp nằm trong mắt của mỗi người, mình sẽ không đưa ra nhận định nào ở đây. Ban đầu, có thể là thiết kế Hồng Quang nó hơi lạ mắt so với số đông. Nhưng một khi nó đã chạy nhan nhản trên đường rồi, thì số đông sẽ quen mắt với thiết kế này. Các bạn có đồng tình với mình hay không? Thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Xin cảm ơn.